Cũng như chung chào cô chú nha. Thì hôm nay thì chung tiến hành chia sẻ cô chú chị mình quay cái chậu tròn 8 tấc chén chữ nha chị. Thì cái mẫu này mẫu chậu 8, mà chậu 8 nó hơi cao lòng nha. Thì định ra một cái mẫu mới để chia sẻ anh chị mình. Thì giờ quay và test thử cái khuôn nha. Test thử cái khuôn mới để mình lên cái chậu nó có đẹp hay không. Để sắp tới thì sẽ ra cái mẫu 8 cao này với dáng quay văn tứ linh cho cái chậu 8 tấc nha anh chị. Thì mình chúng sẽ chia sẻ anh chị mình quay hoàn thiện cái chậu này. Anh chị mình làm cái lồng cát trước, quay mình làm láng cái lồng cát trước nha, để mình tiến hành mình lên hồn. Mình quay cát xong thì gắn khuôn lại anh chị, tháo mấy cái cát gắn khuôn lại, xong chế bên chế cái hồ dầu bên dưới cái vành miệng nha. Sau này mình cạo miệng làm láng cho nó dễ nha anh chị. Còn chị mình pha cái hồ cát lỏng nha, mình chế với nó bao cát tụ cát lại cái lớp hồ này cho cái lòng trong nó đẹp luôn nha anh chị. Anh chị mình để kẽm nha, để kẽm miệng nha chị, kẽm miệng mình xài kẽm 4 ly nha, kẽm buông chậu được cũng xài kẽm 4 ly luôn. À, vô kẽm xong chị mình đi hồ đặc hơn nha, nó mau đầy nha anh chị. Hồ đặc mình kéo cho nó mau lên hình cái chậu. Rồi quay văn với chữ anh chị mình ngâm nước trước khi mình dán anh chị, ngâm nước trước, trước khi dầu mình ngâm nước trước, khi dầu xong có mình dán luôn. Tại cái chữ mình đổ sẵn trước nó khô rồi, mình ngâm cho nó đủ nước lại để mình dán lên chậu cho nó chắc anh chị. Chữ Phúc Thọ Toàn Gia với quay văn chữ Thọ. Rồi anh chị mình tiến hành đi hồ dầu nha. Lớp đầu trộn hồ dầu hơi đặc nha, đi nó lên chỉ lên hình này đủ. Cái lớp sau cùng anh chị mình trộn lỏng mình đi bóng thì rút khuôn ra nha anh chị.
Rồi tiến hành dán hoa văn anh chị, mình quay chậu xong mình lấy miếng gờ với hoa văn chữ đầu ra mình chét hồ dầu mình dán luôn. Chị mình chét hồ dầu đằng sau cái miếng hoa văn mình dán luôn nha anh chị. Mình dán mình canh cái chỗ mà lấy khuôn ra đó anh chị dán. Cái chỗ mà anh chị mình lấy khuôn ra đó mình dán ở đó luôn. Cho nó đẹp ngay đó luôn anh chị. Ổng đi Bến Tre rồi. Nhà còn dưa hấu nữa. Ở nhà còn dưa hấu, ông đi Bến Tre rồi. Mình dán vô xong anh chị mình nó ngay anh chị mình đè đè cho nó sát anh chị. Đó, thì cái miếng hoa văn này dán là nó lên chậu 80 là nó sát luôn, tại vì những cái hoa văn đều thiết kế lên chậu nên là khi mình dán nó sẽ rất là ôm. Dán bên đây xong rồi mình quay qua bên đây mình dán một mặt đối diện song song đó. Khi mình dán hai mặt rồi xong nó chống rồi mình dán chữ anh chị. Nó chống hai cái học là mình dán chữ rồi. Rồi anh chị tiến hành dán chữ nha. Thì dán chữ phúc trước anh chị, mình cũng chét hồ dầu đằng sau có chữ. Rồi xong anh chị mình dán đây. Mình dán chữ là mình chia cho nó khoảng cách cái chữ nó đều với nhau là đẹp. Với cái chữ mình dán mình canh cho nó đứng anh chị. Đứng cái chữ. Mình dán thì mình dán ngược cái chữ rồi sau này mình lật cái chậu lên nó đứng lại. Canh đứng cái chữ mình cho nó nghiêng, nghiêng mình sau này mình lật lên nó nhìn cái chữ nó nghiêng nghiêng nó xấu, mình sơn nó xấu. Tiếp tục dán cái chữ da cuối cùng xong mình canh hai chữ giữa là xong anh chị. Chữ phúc thọ toàn gia. Thì bên cơ sở thì có cung cấp dao quay chậu, khuôn quay chậu luôn, những cái mẫu khuôn quay gáp như thế này. Thì chung chia sẻ thực tế video, thì anh chị mình có mua khuôn thì mình cứ xem video mình làm đây, cũng rất là dễ anh chị. Khuôn thì mẫu chậu này, mẫu khuôn đang làm, mẫu khuôn là khuôn 80 đó, 80 chữ phúc thọ toàn gia. Mẫu 8 này bán rất là chạy nha anh chị, cũng vừa trồng cây đó. Anh chị mình có mua thì mua cái mẫu 8 này cũng làm rất là dễ bán. Khi toàn dán xong mình dán cái chữ thọ nó là xong. Phúc thọ toàn gia, mẫu chữ ý nghĩa, chữ thư pháp. Dán xong anh chị mình canh mình chỉnh cái chữ lần nữa. Chỉnh chữ cho nó đứng cái chữ nó là đẹp nha anh chị. Mình sử dụng cái tam giác nha, mình đo mình cắt ba cái chân giả cho cái chậu anh chị. Thì cắt thì lúc mà cái chân mình làm cái chậu còn ướt thì mình cắt nó dễ nha anh chị, mình đừng có để khô quá mình cắt nó khó. Xuống rồi cái lạng qua lạng anh chữ dấu ngã dạng dấu ngã cây xuống luôn, rồi lạng qua rồi bẻ lại cái nữa, đúng rồi bẻ lại xuống luôn đó.
Rồi anh chị mình cắt cái hồ dư nha, xong mình hốt hồ dư sạch sẽ là xong anh chị. Mình cái hoa văn chưa hết rồi cái chậu. Rồi anh chị mình ịnh cái hoa văn chữ ếch đó là xong rồi anh chị. Ịnh bằng cây nhôm đó. Thì đây là chậu tám đã quay hoàn thiện anh chị, nó quay xong mình ịnh chưa hết, xong rồi chỗ nào nó còn lòi cái hồ dầu ra mình quét cho nó láng cái chậu nó là xong nha. Vậy cái này thì lật thì khoảng tầm ngày rưỡi mới lật lên được anh chị, tại cái chậu nó cũng hơi cao lồng chậu tám đó, nên là mình lật cho dễ trễ xíu cho nó đảm bảo. Còn chậu tám chữ phúc thọ toàn gia. Cái chậu tám thì làm bữa tuần trước anh chị, thì sáng ngày đó lật lên làm miệng xong rồi thì đồn dĩ cũng có, nên là để chậu lên cho anh chị mình xem luôn. Có thể cái mẫu hồi nãy quay là cái mẫu này đó anh chị, cái mẫu mình vừa quay video là cái mẫu này. Thì nó gồm là bộ dao đôn nè, đôn dĩ chậu nha, thì chúng sẽ đo chiều cao của chậu anh chị mình xem. Chiều cao chậu là nó 70 76 anh chị, phủ bì là nó 90, lọt lòng 80. Chậu mẫu chậu quay dán chữ phúc thọ toàn gia. Cái chậu này mẫu chậu 8 nó hơi sâu lồng nha anh chị nào thích sâu lồng thì xài cái mẫu này. Thì mình bỏ đạn keo vô, mình xây rất là nhẹ nhàng, đạn keo vô cái đường rãnh với cái đường đôn á, xong mình để lên mình là cái chậu mình đã xây được. Nó xây như thế này thì thuận tiện cho anh chị mình trồng cây chỉnh cây nó dễ hơn, cây hướng nào đẹp thì chỉ cần xây là xong. Cái này thì sắp tới chúng có lên nào sẽ chia sẻ clip anh chị mình ở cái video lần sau, lên nào mình sẽ thấy nó rõ hơn anh chị. Thì video tới đây thì cũng xin kết thúc, thì cuối video chúc cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong sống nha.